Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 3. Và trong ngày hôm nay, Đại hội làm việc tại hội trường cả ngày thảo luận các văn kiện của Đảng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận. Với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn là người đầu tiên phát biểu tham luận tại đại hội. Theo đó khẳng định, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc để tổ chức mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ, tập hợp xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trân trọng và phát huy những thành quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Mặt trận nguyện mang hết sức mình, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tự tin, đổi mới, sáng tạo, hun đúc ý chí, bản lĩnh, khát vọng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo thông tin của ban tổ chức, đã có hàng trăm đại biểu gửi tham luận, đóng góp ý kiến về đại hội. Và trong sáng nay, các đại biểu của các đoàn, quân đội, công an, tòa án tiếp tục trình bày tham luận.